Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp hoạt động. Ngày 23 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin Bamboo Airways dừng đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo từ tháng 4 năm 2024. AFA cho biết, đại diện Bamboo Airways thông báo tin trên với truyền thông trong ngày 23 tháng 2. Nội dung thông báo thể hiện, sau khi đã ngừng khai thác loại máy bay Boeing B787-9 từ tháng 11 năm 2023, Bamboo Airways tiếp tục trả sớm các máy bay Embraer E190 cho đối tác cho thuê. Do đó, từ tháng 4 năm 2024, hãng sẽ chỉ khai thác dòng máy bay thân hẹp Airbus A320-321, tập trung khai thác các đường bay trục Bắc Nam giữa Hà Nội và Sài Gòn, từ Hà Nội và Sài Gòn đi Đà Nẵng và các địa phương trong nước có dung lượng thị trường lớn. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo AFA, đại diện Bamboo Airways cho biết, phần lớn các sân bay được Bamboo Airways khai thác bằng máy bay Embraer đều nằm trong kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng của chính phủ và cơ quan chức năng để đón các máy bay có tải trọng lớn hơn, phục vụ nhu cầu của đông đảo hành khách trong và ngoài nước. Dự kiến sau khi hoàn thiện nâng cấp các sân bay, thì hãng sẽ khai thác trở lại các dòng tàu bay lớn hơn và hiện đại hơn, phù hợp với điều kiện thực tế. Embraer E190 là loại máy bay phản lực cỡ nhỏ do Brazil sản xuất, được giới chuyên gia đánh giá là không còn phù hợp với thị trường hàng không Việt Nam. AFA cho biết thêm, Việt Nam hiện chỉ còn 3 sân bay có đường băng ngắn ở Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá. Trong đó, sân bay Côn Đảo và Rạch Giá đã được định hướng để mở rộng và kéo dài đường băng để tiếp nhận được Airbus A320-321 trong thời gian tới. Hình ảnh máy bay Bamboo Airways. Tuy nhiên, chuyện hãng hàng không Bamboo Airways gặp khó khăn trong những năm gần đây không phải là chuyện mới lạ. Khó khăn của hãng phát sinh sau khi cổ đông sáng lập duy nhất là tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 12 năm 23, AFA đưa tin, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái yêu cầu 6 bộ ngành khẩn trương xử lý các kiến nghị của công ty cổ phần hàng không Tre Việt Bamboo Airways. Theo đó, Bamboo Airways phải đối mặt với thua lỗ và nợ nần do những khó khăn nhất định. 6 bộ ngành được Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái yêu cầu xử lý các kiến nghị của Bamboo Airways gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Đồng thời, ông Khái cũng yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các ngân hàng MSB, Sacombank, OCB, NCB hỗ trợ cho Bamboo Airways. Cuối tháng 11 năm 23, AFA đưa tin đường bay Cần Thơ-Phú Quốc tạm dừng do Bamboo Airways rút khỏi bởi Bamboo Airways là hãng hàng không duy nhất khai thác tuyến bay này. Hình ảnh tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cổ đông sáng lập duy nhất của Bamboo Airways. Đầu tháng 11 năm 23, AFA cho hay Bamboo Airways bị phong tỏa tài khoản vì nợ thuế hơn 102 tỷ đồng. Hãng này bị Cục Thuế Bình Định cưỡng chế, trích tiền từ tài khoản và phong tỏa các tài khoản ngân hàng vì nợ quá hạn hơn 102 tỷ đồng tiền thuế. Các tài khoản ngân hàng của Bamboo Airways bị phong tỏa bao gồm Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn, Ngân hàng MB chi nhánh Bình Định và Ngân hàng Techcombank. Trước đó, tháng 10 năm 23, AFA cũng cho biết Bamboo Airways sẽ giảm tần suất của nhiều tuyến không hiệu quả vì nhu cầu thấp, gia tăng các tuyến có nhu cầu cao. Các tuyến bị cắt giảm bao gồm tuyến đến London, Gatwick, Melbourne và Seoul. Từ tháng 9 năm 23, AFA đã loan tin Bamboo gặp khó khăn về tài chính, chậm trả lương cho nhân viên, khiến 30 phi công nước ngoài nghỉ việc, chiếm 10% số phi công của hãng này. Trong đó, một số phi công tự xin nghỉ, còn một số khác thì bị cho nghỉ việc. Ở thời điểm này, hãng Bamboo Airways cho biết hãng đang trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ liên quan đến hệ thống tuyến bay, đội máy bay và nhân lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp hoạt động. Tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính. Ngày 22 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin Trung Quốc điều tàu hải cảnh lớn nhất vào bãi Tư Chính của Việt Nam. Theo đó, tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc mang số hiệu CCC
5901 nặng 12.000 tấn vừa quay trở lại bãi Tư Chính, nơi Việt Nam có các giàn khoan dầu khí. AFA cho hay, tàu này đã bật tín hiệu theo dõi tàu biển tự động AIS vào hôm 20 tháng 2 gần bãi Tư Chính, nơi Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh vào quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ ông Raymond Powell, giám đốc dự án Sea Light của Mỹ, dựa theo dữ liệu từ Marine Traffic có sử dụng tín hiệu AIS, thì tàu kiểm ngư 261 của Việt Nam đã theo đuôi tàu hải cảnh của Trung Quốc ở khu vực này. AFA cũng cho biết trước đó tàu CCG 5901 đã rời cảng Tam Á ở đảo Hải Nam vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Tàu này đã đi tuần trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong gần một tháng hồi cuối năm 23 và sau đó một tàu hải cảnh khác là CCG 5402 đã thay thế tàu này hôm 10 tháng 1. AFA dẫn quan điểm của chuyên gia phân tích Goldfries thuộc dự án Sea Light Đại học Stanford cho biết, những cuộc tuần tra như thế này một phần quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc nhằm củng cố đòi hỏi chủ quyền trên biển của mình nơi đang có các tranh chấp. Bằng cách này, Trung Quốc nhắm tới việc thiết lập một sự hiện diện thường xuyên của mình và dần tiến tới bình thường hóa các hoạt động trên biển ở khu vực này. Hình ảnh đường đi của tàu hải cảnh Trung Quốc CCG 5901, tức tàu Zhongku Haiqing 3901 tại bãi Tư Chính ngày 21 tháng 2. AFA cho biết thêm, tàu hải cảnh khổng lồ của Trung Quốc có trang bị súng hạng nặng, một nơi đáp máy bay trực thăng và một nhà chứa máy bay đủ lớn để chứa máy bay cánh quay cỡ lớn hơn. Trước đó 3 ngày, ngày 19 tháng 2, AFA cũng loan tin về việc tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Thông tin này cũng dựa theo ghi nhận của Sea Light Project. Theo đó, hôm 18 tháng 2, Trung Quốc đã điều tàu hải cảnh đi vào khu vực các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển bãi Tư Chính. Tại bãi Tư Chính, Việt Nam có một hệ thống 5 nhà giàn, trong đó 3 nhà giàn đang hoạt động. Những nhà giàn này được xây dựng nhằm mục đích khẳng định chủ quyền của Việt Nam, đồng thời để thăm dò và khai thác dầu khí. Theo AFA, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp tìm cách cản trở các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam ở khu vực này, khiến cho Việt Nam phải hủy các hợp đồng thăm dò với các công ty nước ngoài và chịu thiệt hại về tài chính. Hình ảnh đường đi của tàu hải cảnh Trung Quốc 5402 vào ngày 18 tháng 2 xâm nhập các mỏ dầu khí của Việt Nam gần bãi Tư Chính và tàu kiểm ngư 261 theo sát. Đơn cử như trong năm 2020, Việt Nam đã phải hủy hợp đồng thăm dò với hai công ty nước ngoài là Repsol và Noble, dẫn đến việc hai công ty này đệ đơn kiện đòi bồi thường. AFA dẫn nhận xét của các chuyên gia nghiên cứu tình hình Biển Đông cho rằng, mục đích của Trung Quốc là ngăn không cho Việt Nam mở rộng phạm vi thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực bãi Tư Chính và cho đến nay, chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả. Bằng việc ép các công ty nước ngoài từ bỏ hợp tác với Việt Nam, Trung Quốc hy vọng sẽ buộc Việt Nam phải hợp tác với chính Trung Quốc nếu muốn tiếp tục thăm dò và khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính và các khu vực khác trên Biển Đông. Và điều đó có nghĩa là Việt Nam công nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. AFA dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer cho biết thêm, Việt Nam đang không thể khai thác tài nguyên mà họ cần, trong trường hợp là nguồn cung năng lượng và khí đốt là một trong số đó, mà nguyên nhân chính là sức ép từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc xâm nhập bãi Tư Chính. Tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d